Alo, chào các anh chị lớp chúng ta. Thì tôi có giải được một tí về cái môn tiếng Trung, môn tiếng Trung 2 á, cái môn này tôi chia sẻ với các anh chị đây, làm được mấy chỗ phần ôn tập. Nhưng mà cái này nó liên quan đến cái phát âm đấy, và cái tra từ thì mình sẽ ở đây này, mình ghi là tra từ tiếng Trung Quốc này, rồi mình vào cái thằng Hanji này, và Hanji này là mình tra từ đấy, tôi tra từ ở đây nhiều lắm rồi, thì mình cứ 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 làm rồi mình tra từ bên này. Đấy là cái kinh nghiệm là mình phải tra từ mình hiểu, ngoài cái mình đọc bài rồi đấy, cái tiếng này nó nhìn nó khó lắm, nó giống mấy cái nó giống nhau lắm, phải nói là vất vả môn này, cái chỗ này làm lâu lắm. Thì cái ôn tập đây thì tôi đọc mấy cái trước rồi, thì có mấy cái này đây thì các anh chị tham khảo. Tôi review đây, review cho bạn xem lại đây. Nhưng mà mỗi một cái là mình phải nghe, cái này mình phải nghe, tại vì tôi phải cho các anh chị nghe rồi chỉ biết được cái mấy câu này này. Tại trong cái môn tiếng Trung đợt trước là nó đảo, ví dụ người khác, người này người khác mà ở đây nó sẽ đảo, nó không có giống như này, cho nên không phải như như môn, những môn tiếng Anh thì nó không đảo, nhưng riêng tiếng Trung là cái chỗ này đảo. Ví dụ của tôi cái câu này thì nó dạy, nhưng các anh chị có khả năng chỗ khác, nên tôi phải các anh chị phải nghe, nghe xong mình nghe mấy từ đầu thôi này. Đấy. Đó, xong mình chọn này. Từ vựng đây, từ vựng này thì nhẹ nhàng hơn, dễ hơn. Từ vựng là mình cứ có mấy từ này, ví dụ mình có mấy từ này đây, mình sang đây mình tra từ, mình tra cũng được. Cứ ăn đây này, lên thôi, lên đây mạng ở trên đây, đang ở trường nó chậm, về 9 giờ sinh viên vừa cho sinh viên về, nó vẫn ngồi ở trường này. Đó. Thì ra mấy cái này ha, nó ra mấy cái này thì mình sang đây mình copy sang đây mình tra. Đó thì cái này nó cũng đảo đó, nhưng mà mình tra rồi mình còn nghe thêm cái này nữa, nghe giống không? Xong rồi chọn cái từ này, thì cái này nếu chỉ cái chịu khó là mình copy mấy từ này rồi mình ra, nhưng mà copy mình ra thôi. Chín quả. Cái này là cái phần mình gọi là tôi muốn mua một ít quýt, là cái bài này. À, tôi mua mua equip thì đấy là cái phần tôi mới làm là ôn tập với từ vựng đó, là cái ôn tập với từ vựng đó. Một trang tiếp là tôi muốn mua áo len, áo len này chưa kịp làm này, sang cái phải phải chuyển xe đây, làm rồi phải chuyển xe đây, cái từ mới đây, cho chị xem đây, nghe rồi làm. Cái này thì mình chịu khó mình làm mình cũng được thôi. Đó. Lâu lắm, tra mấy cái từ này tra lâu lắm, nó khi nó đồng nghĩa đồng thanh ấy, nó ra 1 giây luôn. À, ví dụ tôi tra một từ cho xem này, tra từ này cho xem nhé, copy này, đang đây tra này, đó nó ra tá lại rồi, mình xem mấy nào hợp lý trong bài mình cũng lâu rồi, lâu lắm.
từ phần này là phần từ vựng ha, từ mới đó. Rồi sang cái này chỗ này phải chuyển xe. Thế vừa mình chuyển xe là mình vừa cái từ mới rồi sang cái ôn tập. Ôn tập mới là cái nhức đầu này. Ôn tập là nó câu nào ôn tập là nó bắt nghe. Ồ cái này là mình làm chưa? Hôm nay mình làm rồi mà. Sao nó lại bác rồi ta? Đây mình nhận chỗ nào ở đây. Phải chuyển xe. Đây là cái phần ôn tập này. Đây phần ôn tập này. Ôn tập này. Mình xem này. Ở đâu nó ôn tập tới này. Đây ôn tập đây. Đây các bạn anh chị xem đây. À, phải nghe cái câu này nha. Nhưng mà cái từ này nó dễ nghe lắm này. Có từ của nó, cái là mình nghe cái từ dễ nghe lắm, của đó ha. Cái từ này nó cũng liên quan từ của này mà nó ngắn cái là mình chọn cái ngắn này. Nó ngắn rồi. Còn cái từ dài nó thì dài luôn. Đó là phần phải chuyển xe. Phải chuyển xe. Hai cái này rồi. Sang cái tôi phải đổi tiền. Tôi phải đổi tiền đây, từ mới đây. Chúng cho anh chị xem. Từ mới này mình chịu khó, mình tra từ là ok. Đó. Tra hết mấy cái từ này lâu lắm. Đó. Rồi sang cái thằng ôn tập đây. Ôn tập này là cái nhức đầu nhất đây nè. Kỹ năng. Ủa thằng nhấn lên đây. Ôn tập đây. Đó nha. Nghe đúng cái nào ngắn dài nha. Thiếu sủ y sủ. Rồi chắc vậy đi. Là mình làm tới cái phần tôi phải đổi tiền ha. Còn thực ra là thắng đã làm đến tôi phải đổi tiền rồi. Tôi đổi tiền rồi nè. Tôi muốn gọi điện ra nước ngoài. Cũng làm hai phần này rồi. Ôn tập chưa? Từng xem kinh tương nghị chưa? Mấy này làm rồi. Nhưng mà giờ trễ giờ quá rồi. Còn mấy cái chưa kịp làm. Dài lắm. Trễ giờ rồi cho sinh viên nó về trường nó đóng cửa. Nó khác thì anh chị nào giỏi thì tương tác nha. Chứ còn môn này khó quá. Môn này mình chơi cái trò tra từ xem thôi mới nghe mấy câu chứ đọc viết rồi tụ chết rồi. Rất tốn thời gian cái môn này. Rồi, hy vọng các em anh chị cũng có một cái gì đó tích cực mình làm bài các anh chị nhé.